Rồi xin chào cô chú anh chị, tiếp tục quay trở lại với kênh Ra Sứ Dung Lê. Trong cái chiều hôm nay á, em sẽ quay bán một lô sứ ghiên nha anh chị. Thì cái loại sứ ghiên này nè anh chị là sứ ghiên chiếc nhánh ha. Đây, được chiếc nhánh ra nha anh chị. Được chiếc nhánh ra. Thì cây của mình rất thường chậu rồi. Trồng rất là lâu rồi nha anh chị. Đó, cây của mình thì đang nằm ở chậu C7. Lô hàng này á thì nó gồm có là 25 cây. Được em đánh số từ 1 đến 25. Anh chị mình yêu thích cây nào á thì mình cứ liên hệ trực tiếp. Số điện thoại đặt hàng là số 0702727998 nha anh chị. Thì lô hàng này á là bên em bán lẻ từ cây nha anh chị. Bán lẻ từ cây, không bao ship. Anh chị mình đặt hàng á thì mình trả phụ tiền ship nha anh chị. Bên em báo giá cây tại vườn. Thì giá của hôm nay thì tầm khoảng là từ 70 đến 250 ngàn một cây nha anh chị. Rất là nhiều giống luôn ha. Đó, những cây hừng chậu như thế này mình về mình rất là dễ chăm sóc nha anh chị. Mình giờ mình cứ cắt chậu, mình thay qua chậu mới, chậu to hơn thôi. Một số cây thì nó đã hết phân rồi, trồng lâu anh chị, nó bộ rễ của nó đã bít cái chậu rồi nha anh chị. Đó. Rồi anh chị mình chốt hàng thì mình nhớ mình chốt theo ngày đăng cộng mã số cây nha anh chị. Thì bên em sẽ giao chính xác cái cây đang quay đó cho mình. Mỗi cây thì nó đều đánh mã số khác nhau ha. Rồi đầu tiên là một cây số 1 nè anh chị. Đây cây số 1 của mình. Cây số 1 là cây này ha. Là một cây giá 70 ngàn. Cây này là cây Ngọc Băng. Ngọc Băng nha anh chị. Rồi em có ghi cái mã số cây với cái giá trên cái cây cho mình luôn. Đó, tiếng em hơi khang nên là hơi khó nghe ha. Anh chị mình thông cảm ha. Rồi cây số 1 này 70 ngàn nha anh chị. Giống qua là Ngọc Băng. Ngọc Băng á, thì trắng kép 3 lớp qua. Đây, trắng kép 3 lớp qua nha anh chị. Và trắng kép nha. Này là trắng tinh không sọc không viền nha anh chị. Chiều cao nè. Chiều cao thì tầm khoảng là 42cm. Nó gần 2 gang tay ha, khoảng 42cm. Cây số 1 của mình là giá 70 ngàn. Giống qua Ngọc Băng. Rồi tiếp tục là cây số 2. Cây số 2 nha anh chị. Cây số 2 á là giá của nó 70 ngàn luôn. Cây này là một cây ngọc diễm nha. Một cây ngọc diễm rất là xa qua luôn. Ngọc diễm thì qua của nó sẽ ra cái trắng ha. Trắng qua cánh đơn nha. Màu trắng có cái hồng đỏ đỏ hồng hồng ha. Có phớt hồng luôn phía trong luôn. Đây. Chấm này thì cực kỳ xa qua luôn nha anh chị. Chiều cao thì tầm khoảng 44 luôn. Nó cao khoảng 44cm cho mình. Giá 70 ngàn. Rồi tiếp tục là cây số 3. Cây số 3 này có 2 cây. Cây này thì trà Mỹ Nông với tím M1 nha chị. Mình là mình mua cái chậu này nè anh chị là được 2 cây ha. Mình có thể trồng gì hoặc là mình về mình tách ra cũng được luôn. Đây trà Mỹ Nông thì cây bự nè anh chị. Cây to nè. Cây này thì chiều cao khoảng 50cm luôn. Và cũng nó sẽ ra cái màu đỏ hồng ha. Giống qua trà Mỹ Nông. Giống bông rất là to nha. Đây trà Mỹ Nông nè anh chị, cây này ha. Nó một cây trà Mỹ Nông với một cây tím M1. Tím M1 thì màu tím diện hồng phía phía ngoài ha. Tím diện hồng phía ngoài thì cây này nó cao khoảng ngang tay của mình. Đây, mặt qua em để phía dưới nha. Cây này là hai cái cây khác nhau nha anh chị. Mình giờ mình có thể mình nhổ lên. Nó mình nhổ lên thì sau đó mình tách ra làm hai cây cũng được. Hoặc là mình trồng giống như em luôn cũng được luôn. Đó. Cái chậu này thì giá 100 nha anh chị, hai cây giá 100 nha. Mã số 3. Rồi tiếp tục mã số 4 nha. Mã số 4 là 90 ngàn. Cây này là một cây tím kép nha. Tím kép 2 lớp qua. Đây màu tím kép 2 lớp qua cho mình luôn. Chiều cao thì khoảng 47cm. Cây của mình thì hừng chậu, rất là hừng chậu nha anh chị. Đây những cây hừng chậu như thế này rễ rất là mạnh nha. Đó giờ mình rất là dễ trồng luôn. Cây phân nhánh rất là ok. Giá 90 ngàn cho cây này. Rồi tiếp tục là cây số 5 nha. Số 5 giá 100. Đây số 5 giá 100. Cây này là một cây tấn hỷ nha anh chị. Một cây tấn hỷ. Một cây đỏ đỏ sọc nha. Một cây đỏ sọc có găng đỏ phía trong. Lem trắng nha. Đó. Chiều cao thì khoảng 50cm luôn. Cây đang có nụ sẵn nè. Đây. Qua kép 3 lớp qua cho mình. Màu đỏ sọc trắng trắng đó. Không có trơn nha anh chị. Không có đỏ trơn nha. Tấn hỷ. Rồi. Hừng chậu luôn. Giá 100. Rồi. Tiếp tục là cây số 6. Đây. Số 6. 690. Một cây ngọc diễm luôn, đang có qua sẵn. Cây này là qua cánh đơn như thế này nè anh chị. Đó, mẫu của nó thì nó sẽ ra cái màu đỏ hồng ha, màu hồng đỏ hồng. Đó, nó có cái phớt hồng nè. Giống này rất là xa qua nha. Cây này nó hết phân rồi, giá 90 ngàn cho cây này. Chiều cao khoảng hơn 50cm. Cây này tầm khoảng 52-53cm luôn. Đó. Rồi, tiếp tục là một cây số 7. Số 7 90 ngàn luôn. Cây này là một cây trà Mỹ Nông rất là đẹp luôn. Rồi trà Mỹ Nông nha. Phân nhánh rất là ok.
đó, một cây trà mi năm cho mình. Hoa kép 3 lớp hoa, size bông to. Bông trà mi năm này rất là ok nha chị, mình khỏi chơi nha, giống mạnh, bông to. Bông của nó thì to hơn cái bốn ngón tay của mình chụm lại đó anh chị. Đó. Giống rất là hừng giống luôn, giống này rất là mạnh nha. Mình cứ xệ bàn tay mình ra. Tay em tay đàn ông lớn nha. Đó, mình tay phụ nữ thì còn nhỏ hơn nữa. Là cái size hoa của nó hơn bốn ngón tay của mình. Rất là to. Rồi, trà mi năm nha. Rồi, tiếp tục là cây số 8 ha, 90 ngàn luôn. Cây này là cây Vinh Hoa. Một cây Vinh Hoa, một cây hồng hơi sọc nha. Cây này thì đang có nụ sẵn, chiều cao khoảng 25cm luôn. Cây phân nhánh già nè. Đó, giá của cây này đó là 90 ngàn. 90 ngàn cho cây này, mã số 8 nha anh chị. Rồi, tiếp tục là mã số 9. Mã số 9 là một cây tím cẩm đen. Giá 80 ngàn, giá 80 nha. Cây này tím cẩm đen, tím kép 3 lớp hoa nha chị. Cây này tím kép 3 lớp nha. Chiều cao khoảng 45cm luôn. Đó, một cây tím 3 lớp. Giá 80 ngàn. Rồi, tới mã số 10. Đây, mã số 10 của mình. Đó, mã số 10 là một cây giá 250 ngàn nha chị. Cây này là một cây sơn hỉnh nha. Một cây sơn hỉnh ghim. Nhánh phát triển rất là ok, nhánh cực dài. Sơn hỉnh này thì hoa của nó sẽ ra trắng, viền đỏ. Bông rất là nét luôn, mẫu này bông rất là nét. Chứ mẫu này thì nó có hương thơm cho mình luôn nha chị. Hương của nó rất là ok. Đó, mẫu này hương ok, bông ok, hoa nét luôn. Giá tới 250 nha chị. Cây này giá nó cao nha. Rồi, chiều cao thì tầm khoảng là 45cm, hai gang tay. Đây, từ đây tới đây là 45cm. Cây của mình phân nhánh rất là ok, như thế này nhánh nhiều nè. Đó, giá 250. Mẫu hoa rất là nét luôn nha chị. Có hương thơm. Rồi, chậu số 7 nha chị. Nó cũng cỡ cỡ mấy cây khác đó. Rồi, tiếp tục là cây số 11. Cây số 11 này giá 250 luôn. Cây số 11 này á, là một cây vàng thái nha. Một cây vàng thái có củ sẵn. Cây vàng thái này á. Rồi, cây số 11 là 250 ngàn nha chị. Cây này á, là một cây vàng thái nha. Một cây vàng thái qua cánh kép luôn. Cây này á, thì qua của nó sẽ ra cái màu vàng hai lớp. Đó, vàng hai lớp qua có hương thơm cho mình luôn. Mẫu này thì vàng thái rất là ok. Màu vàng rất là sang. Đây, cây tược. Nhánh già nha chị, nhánh già nhánh nha. Cây này em chưa có hai phân thôi. Đó, nó hơi rụng lá tí xíu. Tược già, có củ sẵn mà. Đây, củ này mình nhổ lên là cái củ này cũng khoảng gần cái viên gạch xây nhà của mình luôn nha chị. Cây này cũng khá là to nha. 250 ngàn cho cây này, mã số 11 nha chị. Một cây vàng thái nha. Đó, màu qua giống như trên ảnh nha chị. Rồi, tiếp tục là mã số 12. 12 là một cây giá 130. Cây này là một cây lưỡng nghi. Lưỡng nghi qua cánh đơn. Cây này qua cánh đơn nha chị, qua đỏ cam vàng. Cây này thì tàn, bộ tàn của nó khỏi chơi. Đây, cây hừng chậu tàn khỏi chơi. Tược nè, tược lên rất là ok, rất là phân nhiều nhánh. Nó phân nhiều cốt như thế này. Cây rất là hừng chậu nha. Đây. Đó. Rồi, chiều cao thì tầm khoảng 45cm luôn. Hàng này hàng hừng chậu hết. Giá 130 nha anh chị. Cây 12 này giá 130 ha. Giống hoa lưỡng nghi. Giống rất là xa hoa, dễ chơi, dễ trồng. Rồi, tiếp tục là cây số 13 giá 100. Cây này là cây củ vàng ánh dương. Đây, cây sứ củ vàng ánh dương. Cây này lên củ là lên củ vàng. Chiều cao thì tầm khoảng là 45 luôn. Đây, nó đang lên sơ sơ nè. Đó. Cái ngắn này vàng luôn nè. Khi mà cái củ lên là củ vàng luôn nha anh chị. Qua đỏ ánh dương nha. Đó. Cây cút rất là to. Cút nè. To hơn ngón tay cái của em nè ha. Hai thân lên. Đây thân phụ nữa, ba thân. Rồi, cây này giao lưu mình giá 100 luôn. Cây này nhổ lên thì chắc cũng sơ sơ rồi đó. Đó. Hàng này thì em ba sẽ gửi nguyên hàng ở nguyên chậu cho mình. Giờ mình cứ cắt cái chậu này ra. Mình cứ cắt cái chậu ra, vũ phân sơ sơ. Nó giờ mình còn cục phân mình trồng xuống luôn, ok. Rất là nhanh gọn lẹ. Cây của mình nó đỡ mất sức. Rồi, giá của cây này 100 nha anh chị, mã số 13 ha. Mã số 14 nha anh chị. Mã số 14 là 90 ngàn thôi. 14 là một cây good look. Cây này thì hoa của nó sẽ ra cái màu trắng ngã hồng, chạy chỉ viền hồng phía ngoài nha anh chị. Hoa của nó là hoa cánh kép 3 lớp hoa, giống rất là xa hoa luôn nha anh chị. Giống là rất là xa hoa nha. Cây này thì cốt phân nhiều luôn, có cái nhánh bên đây nó bị chạy hăng tí xíu nha. Rồi, chiều cao thì tầm khoảng 45 trên 45cm luôn. Cây này chỉ có 90 ngàn thôi. Mã số 14, 90.
Rồi mã số 15 nha anh chị. Mã số 15 cây có củ sẵn luôn. Giá 90.000, chuyển mưa luôn anh chị ơi. Quay tới cây số 15 này nghỉ luôn. Đó, 15 90.000 cho mình. Cây số 15 này á thì giá 90.000 là cây tiết kiều nha anh chị. Chiều cao khoảng 44 cm. Đó, 44 cm. Cây của mình thì cũ rồi, đứt ló trậu luôn nha. Nó có củ sẵn luôn. Giá 90.000 cho cây này thôi nha anh chị. Rồi, cho em quay thêm cây 16 nữa. Cây 16 là một cây cẩm thạch ngọc ngăn, giá 80 luôn. Rồi, 80.000 cho cây này, chiều cao khoảng 44 cm nha anh chị. Đó. Rồi, mưa luôn rồi. Rồi, tới cây số 17 nha anh chị. Đây là cây số 17 của mình anh chị. Cây số 17 là giá của nó là 80.000 ha. Giá 80.000 là một cây tím M1 nha anh chị. Một cây tím M1. À, màu tím ha, màu tím đậm, phía ngoài thì nó ra hồng hồng như thế ha. Nó tím viền hồng đó. Chiều cao của nó thì tầm khoảng 47 cm luôn, hơn hai gang tay của mình. Đây, cây phát triển rất là sung nha anh chị. Được nhánh ha, lên rất là mập. Cốt thân to luôn, cây hừng trậu nha. Rồi cây này 80.000 cho cây này. Đó, mã số 17 80.000, tím M1 nha anh chị. Rồi, tiếp tục mã số 18 nha anh chị. Mã số 18 là một cây giá 70.000, cây tấn hỷ nha, đỏ tấn hỷ. Cây này đỏ sọc nha anh chị, đỏ sọc. Đó, phía trong thì nó lem lem trắng nha. Cây này nó không có đỏ, không có đỏ trơn nha anh chị, đỏ sọc sọc như giống giống như chảnh nha. Giá của cây này là 70.000, giá 70.000 ha. Chiều cao thì tầm khoảng là 45 cm luôn. Một cây đỏ tấn hỷ nha, một cây đỏ sọc tấn hỷ. Rồi, tiếp tục là cây số 19 nha anh chị. Đây, cây số 19 của mình đó là một cây quăng quế 13. Cây này một cây tím đỏ ha. Tím đỏ kép 3 lớp hoa cho mình. Cây này thì giá của nó là 101 nha chị. 19 giá 101 nha. Chiều cao quá tầm khoảng 40 cm luôn. Khoảng 40 cm cho cây này. Giá 101, màu tím đỏ, quăng quế 13. Rồi, tiếp tục là 20. 20 là một cây tiết kiều. Cây này giá của nó là 100. Một cây tiết kiều được 2 thăng ha, 2 thăng nhánh rất là nhiều luôn. Nó tiết kiệm nha anh chị, nhánh rất là ok nè, nhìn nhìn nhánh của nó nè. Rồi, chiều cao khoảng 45 cm luôn. Đây, nhánh lại xum xơi. Tiết kiệm nha anh chị, cây này giá 100 nha anh chị. Mã số 20 giá 100. Rồi, một cây mã số 21. 21 là 90, cây tiết kiệm này luôn. Cây này nhánh cũng rất là ok. Chiều cao cây này khoảng 47 cm nha anh chị. Khoảng 47. Cây này nó một cốt lên ha, một cốt đâm lên để phân nhánh ra cái đây rất là nhiều. Đó. 90.000 cho cây này. Mã số 21 90.000. Rồi mã số 22. Mã số 22 90 luôn. 90 nha anh chị. Cây này một cây lưỡng nghi, một cây lưỡng nghi chiều cao thì tầm khoảng là 46 cm nha anh chị. 46 cm cho cây này. Giá của nó là 90.000. Rồi, mã số 23. 23 là 101, cây lưỡng nghi luôn. Cây này thì nó có bẹ san hô ha. Qua thì cũng nó là qua cánh đơn thôi, qua cánh đơn đỏ cầm vàng. Chiều cao khoảng 47 cm luôn. Nó 101 nha anh chị. Nó có cái bẹ san hô đẹp chỗ này nè anh chị. Đó. Nhánh rất là ok. Đây. Rồi, giá 101 ha, mã số 23. Rồi, tiếp tục mã số 24 nha anh chị. Mã số 24 là giá 103. Cây này giá 103 nha anh chị. Cây này một cây yến như chính ha. Một cây tím sọc luôn. Cây này yến như chính tím sọc nha anh chị. Loại hoa này thì rất là lâu tàn luôn. Một tím yến như chính rất là đẹp nha anh chị. Chiều cao thì tầm khoảng 47 cm luôn. Nó cây này giá 103 nha anh chị. Yến như chính. Rồi, tiếp tục là cây mã số 25 nha anh chị. Mã số 25 là một cây hồng găng đỏ nha. Hồng găng đỏ đang có nụ sẵn luôn. Cây này thì chiều cao cũng tầm khoảng là 50 cm nha. Cây này cao khoảng 50 cm luôn nha anh chị. Đó, cây này thì giá 70.000. Mã 25 ha, cây này cao tới 50 lận. Rồi, clip sẽ giới thiệu là 25 cây. Anh chị mình yêu thích cây nào á thì mình cứ liên hệ trực tiếp để đặt hàng. Số điện thoại đặt hàng là số 0702727998. Những anh chị mình lần đầu tiên xem kênh á thì mình nhớ nhấn đăng ký ủng hộ kênh nha anh chị. Rồi, khi mà bên em ra clip mới á thì hệ thống bên YouTube á nó sẽ tự động thông báo cho mình. Đó, mình có thời gian thì mình vô xem lựa cây nha anh chị. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.